Mình tiền đang tìm cái chỗ xuống gần cái thác hơn đó các bạn. Thác này à, thác Gia Long. Vua Gia Long ở chỗ đây. Ở chỗ này nên người ta đặt cái thác này thác Gia Long luôn. Vua chúa ở cái chỗ trong rừng sâu thẳm thì biết làm thế hệ con em sau này đã đi tìm ở chỗ chơi. Chẳng mất các bạn. Công nhận chỗ đây mát thật đẹp. Đó, đường chuông bậc thang này bạn. Thác Gia Long cách thác là Rây Sáp 7 cây số đi bằng xe máy. Người ta chủ yếu là chơi ở thác là Rây Sáp là chính vì nó thuận đường dễ đi. Và cái dải nước nó rộng đẹp lắm. Chỗ này thác Gia Long với thác Rây Sáp thì vào mua một vé rồi vào. À, đây các bạn. Được rồi các bạn. Thác rồi đó. Đó các bạn thấy không? Quá đẹp. Quá kinh khủng. Ui, trong này chắc để bậc thang lên đuối luôn ạ. Mắc quá mà. Đó, thác đổ xuống các bạn. Con xin chào tất cả các bạn, mình tiền rất vui được gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo mình. Đây là cái clip thác nước mình tiền giới thiệu cho bạn, các bạn biết về cái thác nước đây là thác thác Gia Long nha các bạn. Thì ở chỗ này tương tiền ở chỗ này là ngày xưa vua Gia Long ở chỗ này. Thác Gia Long là cách thác Rây Sáp 7 cây số nha các bạn. Đường đi đẹp lắm. Đây, thì sau đây mình tiền sẽ review cho tất cả các bạn về cái chi tiết về cái thác nước này. Đó các bạn. Rồi đây có mấy cái đá xếp xếp bên này đẹp lắm các bạn. Đó. Đá gì không biết mà sao xếp xếp giống như là cái gỗ mục ạ. Gỗ mục nó găm 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 lên các bạn. Đây. Nè. Đó. Này nè. À đây. Đó, dạng như vậy á. Đây này các bạn. Bên này rất là nhiều xếp chồng 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 vào nhau, mình review chậm chậm cho các bạn xem. Đó, thì cái thác nước đổ ra các bạn, ở đâu ở trong chảy ra, trời đẹp quá rồi, quá trời đẹp luôn. Đây giống như gỗ mục rồi các bạn đó, đây các bạn không? Trời, tâm nó đẹp. Thì cô chú chị các bạn đang xem clip, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha các bạn. Đoạn nào mình tiền chưa dẫn hết thì cô chú anh chị cứ để lại comment, mình tiền sẽ chia sẻ hết cho tất cả các bạn. Nè, đây gần giống như một cái cây gỗ bự luôn. Đây có hai cái phục thủ nào đi bằng thuyền biết. Đây sử như một cái thân gỗ mà nó nằm ở giờ nó mục đó các bạn. Đó. Đẹp quá. Để mình tiền kiếm cái chỗ để bay flycam nha các bạn. Tình hình ở chỗ này cũng hơi khó khó đây. Chỗ này bay có chỗ đặt máy bay. Thế mà khổ. Đấy, ở kia có một cái đoàn họ đi rất là chuyên nghiệp luôn. Họ có cái thuyền nè. Họ dẫn đoàn học sinh nào hay sao. Có đội nón bảo hiểm, áo phao, thứ các bạn. Rừng cây quá trời luôn. Thác nước bữa nay đẹp nhưng mấy ít bữa nữa nó lớn lên là nước nhìn kinh khủng lắm.
Nhưng tiền lại gần hơn chút xíu. Một cái đoàn trải nghiệm nào đó họ đưa học sinh đi để làm một cuộc trải nghiệm gì sao để mình lại gần. Chỗ này cũng đẹp nhưng mà biết tại sao lại ít người đi không vào cái bãi cây này mà sẽ ít người đi. Ở này còn mấy bạn tới chơi quá trời nè. Đây các bạn ta đây một cái đoàn họ đi trải nghiệm cái gì sao họ có hai cái thuyền. Dựng lên nè các bạn thấy không, đá nó dựng ý sự như cái gỗ mà nó nằm dưới nước nó mục lâu năm các bạn, nó mòn dần ra nhìn thấy đẹp lắm. Mình tìm cái chỗ bay flycam à, đây là thác Gia Long nha các bạn, thác này là thác Gia Long, tương truyền là thác này ngày xưa vua Gia Long có tới đây nghỉ dưỡng gì ở đây nên làm mới có cái tên gọi là thác Gia Long. Tiền đang kiếm một tay chỗ để bay flycam, phải cố gắng làm đi thác thì phải bay flycam mới đẹp các bạn. Rồi có rồi đó các bạn, tình hình là có nhưng mà địa thế rất là khó này, cái này bay cao lên 40m mới bay ra suối được. Đó các bạn xem clip thì bạn ủng hộ mình bằng cách là like, share nha các bạn. Like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đó, rồi ok. Mình tiền chị sẽ đặt flycam. Rồi, đặt chỗ đây thôi. Đó. Rồi trước bài có các bạn. Cái này mày cao lên 40m. 40-50m gì đó. Rồi đầu mới bay ra được. Rồi. Rồi xin mời các bạn cùng theo dõi những hình ảnh từ flycam của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.